Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này, Ba Giây tiếp tục cập nhật những thông tin về drama sóng gió gia tộc của cố nghệ sĩ để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Vì mấy ngày hôm nay thì sức khỏe của Ba Giây không được tốt, cho nên Ba Giây không lên bài. Và hôm nay Ba Giây tiếp tục cập nhật để gửi đến tất cả quý vị và các bạn những thông tin trong cái drama này. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Ba Giây cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn, nếu là lần đầu tiên đến với kênh Ba Giây, cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Ba Giây TV. Ba Giây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua thì không ai có thể hiểu được Lê Thị Duy Bằng đã dùng tư cách gì và dùng những cái lập luận gì mà lại cho mình những cái dũng khí đối đầu dư luận, đi ngược với công lý để mà hòng chiếm được tài sản của con gái của cố nghệ sĩ. Lê Thị Duy Bằng luôn cho mình là người thông minh, nhưng mà cái thông minh của Lê Thị Duy Bằng đó thì chỉ cái khôn vạt mà những người ít suy nghĩ cũng có thể nhìn ra. Lê Thị Duy Bằng đi nước cờ quá là lộ, ăn nói thì ngạo mạn, còn có phần là côn đồ. Cái mà Lê Thị Duy Bằng không ngờ tới đó chính là cái chữ ngờ. Lê Thị Duy Bằng cho rằng sẽ cô lập được con gái của cố nghệ sĩ, không ai biết và binh vực con gái của cố nghệ sĩ. Nhưng mà đâu có ngờ con gái của cố nghệ sĩ có người cầm tay chỉ việc ngay lập tức. Lê Thị Duy Bằng không ngờ rằng đồng nghiệp sẽ đứng về lẽ phải và tìm mọi cách để mà sát cánh với con gái của cố nghệ sĩ như vậy. Và những cái người ca sĩ vô danh, cốc ổi mía ghim mà ủng hộ Lê Thị Duy Bằng thì không bàn tới. Bởi ca sĩ mà không có đạo đức thì chỉ có vứt mà thôi quý vị. Suy xét theo thuyết nhà Phật thì có thể nói là mẹ con của Lê Thị Duy Bằng đã là hết phúc rồi. Xài quá nhiều mà quý vị, 5 căn nhà và cả ngàn lượng vàng thì đã đến lúc là quà đã nhảy vào thôi. Còn riêng về con gái của cố nghệ sĩ 37 năm cam chịu ngậm ngùi không một lời kêu than, thì nay đó thì đã đến lúc là cạn quà, phước phần thì ào ào ập đến. Nhiều người đã cho rằng cố nghệ sĩ Linh Thiêng đã đưa Hồng Ni đến mà giúp con gái của mình, giúp cả về tinh thần lẫn vật chất. Bởi từ khi Hồng Ni xuất hiện thì mọi thế cờ đã là đảo lộn. Lê Thị Duy Bằng đã phải là thua ở trong tức tối, bị chiếu tướng một cách bí không đường lui. Chứ thật ra đó thì không có Hồng Ni thì Lê Thị Duy Bằng đã làm gỏi con gái của quốc sĩ lâu rồi, bởi vì cái tâm địa xấu xa của Lê Thị Duy Bằng. Và bên cạnh đó thì có cả bà Lục Từ Đường thì cái chuyện gì cũng có thể là xảy ra đối với con gái của cố nghệ sĩ. Rất là kinh khủng phải không quý vị? Và để trả lời cho cái câu hỏi là không phải người thừa kế hợp pháp, không có tên ở trong cái tờ hộ khẩu, vậy Lê Thị Duy Bằng đã sử dụng gì để mà tranh giành với con gái của cố nghệ sĩ? Thì cái câu trả lời chỉ có một mà thôi, đó là cái sự là lạ đời. Chưa bao giờ có ai lại có thể là làm được như vậy cả. Chỉ có những cái kẻ là lạ lùng lạ đời không giống ai thì mới có thể là đủ dũng cảm, đủ mặt dày để mà làm những cái chuyện như thế. Và nghệ sĩ Lê Tính cũng mới đây vừa có một cái bài đăng chia sẻ về cái chuyện lạ này. Ba Giây xin chia sẻ lại lời viết của nghệ sĩ Lê Tính để hiểu hơn về Lê Thị Duy Bằng đã lạ lẫm như thế nào. Nghệ sĩ Lê Tính đã chia sẻ, không phải là người thừa kế hợp pháp, không có tên trong tờ hộ khẩu, tên cha trong khai sinh cũng không phải là họ Võ, là cháu khác họ và không có bất kỳ một cái quyền hạn nào trong quan hệ gia đình, ăn nhờ ở đậu, chỉ biết là hưởng thụ và tranh giành quyền lợi. Cái thời gian sống chung với cố nghệ sĩ chưa tới 2 năm, vậy mà dám ngang nhiên là thao túng từ cái việc là tổ chức đám tang, quản lý tiền phúng điếu, ký hợp đồng kinh doanh hình ảnh của cố nghệ sĩ, tự quyết định cả về cái phần làm mộ, từ hình ảnh, mẫu mã, pháp danh, tên cái người làm mộ. Đúng, phải nói là thật là lạ lùng. Vào cái ngày 16 tây tháng 6, chính là cái ngày mà Lê Thị Duy Bằng đã tổ chức một cái buổi họp báo cờ cổng, một cái buổi nói láo trắng trợn trước truyền thông và một cái buổi đại hội đổ lỗi.
đổ lỗi cho tất cả những cái người xung quanh của Lê Thị Duy Bằng, chỉ riêng Lê Thị Duy Bằng không có lỗi mà thôi. Một cái buổi họp báo phân trần giải thích đính chính và sao kê cho có, sao kê cho qua chuyện, sao kê để mà chứng minh được mình trong sạch, nhưng mà kết quả để lại thì chẳng những không sạch mà qua cái lần sao kê đó thì cộng đồng mạng còn thấy rõ hơn những cái sự lấm lem, những cái vết bẩn do ăn dụng mà không kịp chùi mép. Và khi đứng trước một cái phản ứng quá kịch liệt của cộng đồng mạng và cả người thừa kế hợp pháp là con gái của cố nghệ sĩ thì Lê Thị Duy Bằng lại có một cái buổi live stream nhẹ nhẹ, live stream vào ngày 12 tháng 9 và tuyên bố rằng yêu cầu sao kê ở trong đám tang là vô cùng vô lý. Nếu mà nói vô lý thì cái ngày 16 tháng 6 lên họp báo để mà chứng minh để làm gì, sao kê để làm chi? Đúng phải nói là thật là lạ lùng. Và dựa vào luật nào, dựa vào bằng chứng nào, dựa vào cái quyền lực nào, dựa vào tư cách nào mà là yêu cầu tòa án phải là xem xét giải quyết, công nhận và thực hiện theo ý định của cố nghệ sĩ khi còn sống. Nói rằng cái căn nhà ở Đoàn Thị Điểm là do cố nghệ sĩ là tặng cho Lê Thị Duy Bằng, một cái video clip mà Lê Thị Duy Bằng đã là lén lúc đã mai phục, đã lên kịch bản quay từ năm 2021. Âm mưu để mà cướp nhà của người khác, đến khi phát hiện thì là chửi bới, phải nói là sùm. Bà Lục Từ Đường thì lấy cái quyền làm mẹ thiên hạ, mặt lớn mặt nhỏ với tất cả những cái người trong gia đình lúc ấy. Cố nghệ sĩ đã mất rồi, thì ở trong cái căn nhà ấy, bà Lục Từ Đường chính là cái người tác quai tác quái mạnh nhất. Còn Lê Thị Duy Bằng thì ở phía sau để châm dầu vào lửa. Đến khi bị đuổi thì bắt đầu mẹ con của họ cái miệng quai quái lên, là lối phải nói là sùm ổm tội. Sống như vậy bị đuổi mà không có chịu đâu, suy nghĩ gì phải nói là lạ lùng ghê. Rồi có cái khoảng thời gian Lê Thị Duy Bằng đã là mướn, mượn hay là thuê gì đó một cái vị phóng viên là 20k, rồi soạn giả, ngáo ngáo soạn giả, viết bài live stream để nói xấu con gái của cố nghệ sĩ. Như trong cái đoạn ghi âm chiêu trò tung lên mạng xã hội lại than thở: tụi nó cho người chửi em riết rồi em không dám nghe luôn. Chửi phải nói là chửi quá, làm sao thì chịu nổi. Và cho hỏi, cái những người cô ba Canada, tạp quán Bá Bảy, Quả Lụm Loan, Nguyễn Công Phan Giang, vân vân, họ không có chửi con gái của cố nghệ sĩ à. Những cái tài khoản Facebook vừa rồi đó chính là những cái tài khoản mà Facebook ảo mà Lê Thị Duy Bằng đã dùng để công kích con gái của cố nghệ sĩ. Họ chẳng những là điên cuồng cắn xé con gái của cố nghệ sĩ mà còn rình mò cạp gót chân của những người lên tiếng ủng hộ con gái của cố nghệ sĩ. Làm có chuyện gì mà phải nói là lạ lùng như thế. Chưa dừng lại ở đó, họ còn là cải trang, đóng vai nghèo khổ thức khuya dậy sớm, con nhà lễ giáo, nể nếp gia phong. Rồi vài ngày sau thì trên mạng xã hội lại xuất hiện là nguyên các cái clip Lê Thị Duy Bằng cùng với gia đình nhỏ của mình đến kiểm kê kho báu. Cái thái độ phát ngôn tư cách trái ngược 360 độ với cái thái độ hiền ngoan, nhẹ nhàng như là bị ức hiếp, phải nói là lạ lùng ghê. Cái này người ta gọi là giấu đầu lòi đuôi nè quý vị, giả tạo quá. Cho nên là riết không biết lúc nào phải diễn. Cho nên lâu lâu đó thì cũng bị là đâm xuồng bể, cũng bị bại lộ mà thôi. Bên cạnh đó thì Lê Thị Duy Bằng còn là dẫn dắt cộng đồng mạng qua cái chuyện làm từ thiện. Đi làm từ thiện thì mắc mớ gì phải lấy tên của cố nghệ sĩ ghi lên phiếu. Đi đám ma cũng lấy tên của ba người ta ghi ở trên tràng hoa phúng điếu, dỗ tổ thì cũng đem hình của ba người ta ra để mà tế. Mở quán, đóng cửa quán hay là khai trương quán, dẹp tiệm cũng đều đem hình ảnh của ba người ta ra để mà quảng cáo. Cái việc gì cũng phải là lạ, lạ từ hiểu biết đến nhận thức, lạ từ cái hành sự cho đến phát ngôn, lạ từ đạo đức cho đến nhân cách, lạ từ trong mắt của cộng đồng mạng, lạ trong nhận thức của những người dân lương thiện, lạ với từ những cái việc làm đi ngược lại với pháp luật của nhà nước, nói ngược với truyền thông đạo đức của xã hội, một cái xã hội đang được bảo vệ công bằng và bình đẳng. Những cái hành vi của Lê Thị Duy Bằng thật sự mà nói đó thì nó không xứng đáng với cái tồn tại ở trong một cái xã hội văn minh. Bởi vì không có một cái xã hội văn minh nào mà chấp nhận một cái người là ăn nói hai lời, một người không tin tưởng vào pháp luật luôn. Bởi vì sao? Bởi vì trong quá khứ thì Ủy ban Nhân dân đã là có hồ sơ nhận con nuôi của cố nghệ sĩ,
rồi là còn cấp giấy khai sinh cho con gái của cố nghệ sĩ. Vậy mà mẹ con của Lê Thị Dì Bằng nói rằng tất cả những cái giấy tờ đó là những cái giấy tờ là giả, không có giá trị pháp lý. Quý vị và các bạn thấy ghê chưa? Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân là từ xưa cho đến giờ mà họ còn là cố là cho rằng là cái giấy tờ đó là giả, chẳng khác nào đang nói xấu, bêu ríu Ủy ban Nhân dân. Bản chất của mình như vậy đó mà lúc nào cũng lên mạng xã hội là tỏ ra là mình là một cái con mèo ngoan, mình là một cái kẻ bị hại, tỏ ra yếu đuối này kia kia nọ đủ thứ trên đời. Thôi đừng có diễn nữa, càng diễn thì càng bị lộ ra những cái bản chất thật mà thôi. Còn về phía con gái của cố nghệ sĩ thì cái chuyện mà con gái của cố nghệ sĩ kêu gọi cung cấp thông tin về cái số tiền phúng điếu không phải là họ làm cho có đâu quý vị. Và cho tới thời điểm này thì con số liệu cụ thể là bao nhiêu thì chắc có lẽ là họ đã biết chính xác. Nhưng vì họ chờ đợi, không dùng biện pháp mạnh để mà yêu cầu tập đoàn cần cần phải sao kê. Vì họ đang thượng tôn pháp luật và đang dùng pháp luật để mà đối phó với những cái kẻ là xem thường pháp luật. Trước sau gì thì những cái con cần cần cũng phải là nhận cái quả báo mà thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những cái lời chia sẻ của nghệ sĩ Lê Tín về những cái hành vi cợt cổm lạ lùng của Lê Thị Dì Bằng. Và sẵn nghệ sĩ Lê Tín có nhắc đến cái việc sau kê tiền phúng điếu thì bà Giai cũng sẵn tiện là nhắc luôn cái tới cái con số 10 tỷ mà Hồng Ni từng đề cập một lần. Và nếu như mà con số 10 tỷ này có thật đó thì Lê Thị Dì Bằng rất là dễ dần về cho mình là phải nói là cái án tù nghe quý vị. Và đâu đó còn nhiều nhiều tội khác nữa. Ví dụ như là trộm cắp tài sản của cố nghệ sĩ nè, rồi cái con tùy hưu bằng vàng, chiếc nhẫn và cả cái chiếc dây chuyền nữa quý vị. Những cái hậu quả mà Lê Thị Dì Bằng nhận lãnh thì sẽ không hề nhẹ nhàng đâu. Và bà Gia cũng nhắc nhẹ về cái câu chuyện là của BH. Mấy ngày nay thì cũng không có thông tin gì. Thì không có nghĩa là cái vụ BH bị chìm xuồng đâu quý vị. Cái vụ BH vẫn còn đó, vẫn còn đang trong kế hoạch giải quyết của luật sư và con gái của cố nghệ sĩ. Kính thưa quý vị và các bạn, sau những ngày tháng mà con gái của cố nghệ sĩ cùng Hồng Ni đi tham gia hàng loạt các cái sự kiện liên quan nghệ thuật thì ban đầu một số khán giả theo dõi drama này đã thắc mắc rằng tại sao cái dạo gần đây con gái của cố nghệ sĩ có vẻ là trân diện ăn chơi và thường xuyên tham gia vào các cái sự kiện của các nghệ sĩ. Rồi từ cái suy nghĩ đó thì một cái số khán giả đã bắt đầu là khó chịu, rồi nặng nề hơn. Đó là lên án con gái của cố nghệ sĩ là bắt đầu bị bệnh ngôi sao, chơi bời, lợi dụng tên tuổi của cha để mà bước vào showbiz các kiểu. Nhiều lần thì nhà báo Song Minh cũng đã lên tiếng và khẳng định giúp cho con gái của cố nghệ sĩ, nhưng mà thiết nghĩ bao nhiêu đó cũng chưa đủ. Khán giả vẫn cần một cái câu trả lời thỏa đáng hơn. Và kính thưa quý vị, thông tin sau đây thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu hơn hàng loạt những cái hành động của con gái của cố nghệ sĩ thời gian vừa qua là nhằm mục đích gì. Hồng Ni vừa có một cái buổi trò chuyện với khán giả đã nói rằng là cái thời gian qua đó, việc con gái của cố nghệ sĩ thường xuyên đi tham gia các cái sự kiện liên quan tới nghệ thuật, đặc biệt là các cái buổi có các nghệ sĩ đồng nghiệp của cố nghệ sĩ. Mục đích chính là để tạo ra một cái mối quan hệ khẳng định cho mọi người biết con gái của cố nghệ sĩ là con của ông Hoàng. Sau khi tiếp xúc với con gái của cố nghệ sĩ, mọi người chắc chắn sẽ hiểu và sẽ tin tưởng con gái của cố nghệ sĩ hơn. Càng tin tưởng thì con gái của cố nghệ sĩ càng dễ nhận được sự ủng hộ của các vị ấy trong cái chuyện là chung tay dẹp mặt Lê Thị Dì Bằng. Cái vấn đề tiền phúng điếu. Và sẽ là nhanh chóng là ép được Lê Thị Dì Bằng sao kê toàn bộ cái số tiền ra. Và trong cái khoảng thời gian khi mà tham gia các cái sự kiện ấy đó thì Hồng Ni và con gái của cố nghệ sĩ đã nhận được quả ngọt. Đã có một cái người nào đó đã cho biết là một số thông tin rất là quan trọng trong cái việc là dạch mặt Lê Thị Dì Bằng. Và một trong các thông tin đó chính là một cái khoản tiền 10 triệu đã được chuyển vào tài khoản của Lê Thị Dì Bằng ngay khi đám tang chưa được diễn ra. Nghĩa là khi mà cảm nhận được cố nghệ sĩ đã sắp không qua khỏi đó thì những cái kẻ như Lê Thị Dì Bằng, ông Sạc và Lục Từ Đường đã bắt đầu là chạy để nhằm qua mặt hết tất cả mọi người ở trong gia đình lúc bấy giờ. Để là những cái người này thực hiện chiến lược kiếm tiền ở trên xác chết của cố nghệ sĩ. Một trong các cái hành vi đã bị phát hiện hiện tại đó, đó là cái việc là cố nghệ sĩ là chưa mất mà Lê Thị Dì Bằng cùng với chồng đã ra thừa phát lại để mà đi làm di chúc miệng. Bên cạnh đó thì một cái sự việc hoàn hảo đến lạ thường nữa,
đó là mẹ con của Lê Thị Duy Bằng kiên quyết là chiếm cho bằng được cái đám tang của cố nghệ sĩ. Sau đó đó thì cái buổi họp báo ở trong đám tang đã được khởi động luôn. Lê Thị Duy Bằng đã là cố tình gán ghép thân phận của con gái của cố nghệ sĩ là một cái người con nuôi để nói là con gái cố nghệ sĩ là con nuôi, để bản thân mình là cháu ruột được hợp thức quá cái chuyện thầu đám tang. Rồi chẳng hiểu vì sao tất bật lo đám tang như thế nào không biết đó, thì mà Lê Thị Duy Bằng cũng có thể là gửi thông tin cái số tài khoản của mình cho mọi người, trong đó có cả các cái đồng nghiệp của cậu mình, để mà mọi người ở xa không về kịp sẽ là góp một cái ít lòng thành qua một số tài khoản của Lê Thị Duy Bằng. Và ở đây chắc chắn là ông Sà cũng là một trong những cái người đã hỗ trợ cho Lê Thị Duy Bằng làm những cái việc này. Cái câu chuyện mà Hồng Đi chia sẻ đó đã là phần nào giúp cho chúng ta khẳng định thêm cái vai trò của cái sự hợp tác giữa ông Sạc, Lê Thị Duy Bằng nó mật thiết đến mức nào. Ông Sạc đã nhắn tin với các nghệ sĩ là ngay khi cố nghệ sĩ đang là hấp hối, rồi kể thương kể khổ, nói là không có tiền lo đám tang mộ phần, nói chung là các kiểu, thế là ốm ba la tiền để mà lòi ra. Ai thân với ông Sạc thì sẽ chuyển cho ông Sạc, còn ai thân với Lê Thị Duy Bằng thì chuyển cho Lê Thị Duy Bằng. Phải nói là quá lý tưởng phải không quý vị? Manh mối đầu tiên mà Hồng Ni đã công bố đó, đó là một cái đoạn tin nhắn qua Facebook và một cái thông báo chuyển khoản gần là 10 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của Lê Thị Duy Bằng. Đây là hai manh mối mà sau khi phía Lê Thị Duy Bằng biết thì chắc phải nói là có nín thinh không dám phát biểu thêm. Bởi vì sợ nói nhiều đó thì sẽ loài ra cái sai. Và dĩ nhiên là cái số tiền là 10 triệu mà phía Hồng Ni vừa công bố đã không được Lê Thị Duy Bằng liệt kê trong cái bảng kê tiền phúng điếu mà Lê Thị Duy Bằng đã từng thông báo trong cái buổi họp báo ngày 16. Và sau khi live stream công bố cái số tiền là 10 triệu ấy thì ông Sạc cũng chính là cái người đã nhảy dựng lên đầu tiên, dùng những cái lời lẽ khó nghe để mà đáp trả lại với Hồng Ni. Và Hồng Ni cũng không để yên và đã dạy dỗ lại rằng: dạ con xin lỗi chú Sạc, con lỡ đưa lên cái lệnh 10 triệu của chị kia chuyển khoản cho tài khoản con ghe, làm cho chú chửi con thất đức, con chỉ dẫn chứng là chú tự ý quyên góp ở trong đám tang, trong khi chú Năm còn chưa tắt thở. Và chú còn là cái người đã từng phát biểu rằng là người ta đi phúng điếu là không bao nhiêu, mà hiện tại đã phát hiện ra cái gì nó cũng đi ngược lại với những cái gì mà chú đã nói. Kính thưa quý vị, thông qua những cái lời vừa rồi của Hồng Ni thì chắc chắn ông Sạc đã phải là im lặng trong căm phẫn mà thôi. Bởi vì đâu còn đường gì để nói quý vị. Những cái lời du khống hôm nào của Cần Cần, nay Hồng Ni đã là trả lại hết. Cái phần 10 triệu này tức là cái phát bắn khởi động cho cái vụ kiện Lê Thị Duy Bằng phải sao kê sắp tới. Và chắc chắn tiếp sau đây thì còn nhiều cái điều thú vị hơn. Tiền phúng điếu mà Lê Thị Duy Bằng công bố chỉ hơn là 600 triệu. Nhưng mà xét thấy đó, cái phần của ca sĩ Lâm Hùng đã là 50 triệu. Phần của nghệ sĩ Bình Tinh cũng là 100 triệu. Tiền bên BH cũng là 10 triệu. Và cái phần vừa đã tiết lộ lại là 10 triệu nữa. Mới là 4 cái khoản thôi mà đã là 170 triệu rồi quý vị. 600 triệu mà Lê Thị Duy Bằng công bố chắc cũng nhanh đủ thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua ông Sạc đã nói rằng tôi mà lên công khai, tôi đọc lên cho biết ai đi liền. Nghệ sĩ, mang tiếng là nghệ sĩ, nhưng mà lớn lắm thì cũng là 2 triệu tối đa. Ông Sạc cái câu nói này của ông, nó khiến cho người nghe phải nói là vô cùng chột dạ. Chột dạ ở đây là không phải là vì ngại ngùng hay là tủi thẹn gì cả, mà là buồn cười. Ông đừng có nghĩ là ông đang ở xa như vậy thì ông muốn nói cái gì thì nói. Ông muốn làm chứng, làm trịch, làm thượng dẫn dắt dư luận dùm cho Lê Thị Duy Bằng thì ông hãy bay về Pháp để ông mở một cái cuộc họp báo để đối chất. Chứ đừng bắt chước là ngáo ngáo soạn giả nói là thương anh Năm, nói bảo vệ gia đình ruột thịt anh Năm. Mà từ lúc anh Năm mất cho tới bây giờ đó thì bà ta có thắp được cho anh Năm một cái nén nhang nào hay là chưa? Ở cái live stream vừa rồi của ông Sạc đó thì ông ta một lần nữa đã nhắc đến cái việc là nghệ sĩ đi phúng điếu ít, đi là khoảng 1-2 triệu gì đó thôi. Nói thiệt là không biết ít bao nhiêu, mà chúng tôi biết đó thì ca sĩ Lâm Hùng
đã đi phúng điếu là 50 triệu. Cô Tài Linh thì 500 đô, nói nhẹ vậy thôi. Còn lại thì tự hiểu đi. Ở đây, Ba Giây không cổ xí cho cái việc là lên án những cái người nghệ sĩ đi phúng điếu ít gì ở đâu đó, đó thì vẫn còn các bạn nghệ sĩ, ca sĩ trẻ mới vào nghề và những cái lão thành ở trong nghề không còn đi diễn nữa. Thì những cái trường hợp này sẽ bị hạn chế về tài chính. 1-2 triệu cũng là một cái con số hợp lý đối với họ. Và cũng vô cùng đáng trân trọng. Nhưng mà ở đây ông sạc ăn nói theo cái kiểu đó là phải nói là quơ đủ cả nắm. Đồng ý là vẫn có một số người nghệ sĩ sẽ đi phúng điếu ít. Nhưng mà chỉ là vài người đếm trên đầu ngón tay thôi. Khi thấy sự kịch cổng của ông sạc, Thành Mỹ, một trong những cái người ở trong cuộc đã là lên tiếng dạy dỗ ông già này như sau. Thằng ông nội ơi, mấy người đếm tiền còn ở đây chứ chưa có chết. Tôi tưởng đâu là nó ngồi, nó đếm thùng tiền không đó trời. Và bên dưới bài viết, Thành Mỹ đã có chia sẻ lại cái câu nói vừa rồi của ông sạc. Tôi mà lên công khai, tôi đọc lên cho biết ai đi liền. Nghệ sĩ, mang tiếng là nghệ sĩ, nhưng mà lớn lắm là 2 triệu tối đa. Và qua sự đáp trả của Thành Mỹ thì chứng tỏ ông sạc toàn là nói láo từ khi mọi chuyện bắt đầu cho đến tận bây giờ. Nói tới bây giờ cũng láo, chắc là vì huyết thống ruột thịt với Lục Từ Đường và Lê Thị Dê Bằng. Cho nên ông ta đã quyết tâm hy sinh đời bố để mà củng cố đời con. Bộ già là có quyền láo à, già là có quyền muốn nói gì thì nói hay là sao? Già rồi à, được quyền là vi phạm pháp luật hay là sao? Không hề, đó là không hề nha ông sạc. Già mà sống đàng hoàng mới là cái kiểu người lớn tuổi đáng kính. Còn như là cái thể loại ông sạc, bà Lục Từ Đường, vợ chồng của Úc Thất Tu Hú, vợ chồng bà bán bún bò, hay là cái kiểu ngáo ngáo soạn giả thì mấy cái thể loại già đó không cần phải nể. Họ sai quá sai từ nhân cách cho đến là luật pháp. Thì có cái gì để mà nể những cái người này quý vị? Nhắc lại, ở trong drama này, hiền từ giết kẻ ác là tự giết chính mình mà thôi. Kính trọng những cái người già và vô pháp vô thiên như vậy thì là đang tự hạ thấp cái bản thân của mình đó. Với những cái tình tiết mới mà Hồng Đi vừa cung cấp đó thì cái sự đáp trả mạnh mẽ của Thành Mỹ đó thì một phần nào đã giúp cho chúng ta có thêm niềm tin vào 2 chữ sao kê. Và đơn kiện lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Diệu Bằng sẽ là mau mau được khởi động. Kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ Bà Giai xin khép video này lại tại đây. Bà Giai xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi hết video này. Bà Giai xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.